Chào cả nhà. Mình xin được lưu lại những video trên YouTube coi như là một cái kỷ niệm sau hơn mười mấy năm mình trở về Sài Gòn. Và cái nơi đầu tiên mình đến là cái chỗ xe bánh tráng trộn của cô Yến ở cô Bắc cô Giang gì đó, có cái địa chỉ cả nhà. Nhìn mà chảy nước miếng luôn, mình đi với mấy đứa cháu, những đứa mà hồi xưa ở gần nhà gọi là hàng xóm, nó chở mình đi, mình về đây giống như hai lúa chẳng biết gì luôn. Ăn cái những cái miếng đầu tiên, trời ơi nó ngon gì đâu, nó làm như mà cái kiểu mình người thiếu thốn thiếu ăn thèm thuồng ở cả nhà. Nói chung là ăn cái gì cũng ngon, ăn cái gì cũng thấy nó có một cái gì riêng tư trong người không biết. Mà mấy đứa nhỏ nó ăn nhìn thấy rất rất là hấp dẫn luôn. Mở khúc rồi quay đúng khúc. Đây là cái cảnh cái xe bán người ta đẩy ra ở mé lề đường và người ta bán và những người khách người ta đang chờ mua. Bây giờ ở Sài Gòn có nhiều món lạ lắm cả nhà. Những món lạ rất là ngon luôn. Những cái món này mình để trong video thì hầu như những người ở Sài Gòn đều biết hết, chỉ có mình là thấy lạ thôi, tại vì mình lâu quá mình không có về. Ở đây theo cha cô Yến nói là người ta có bán đi ra nước ngoài rất là nhiều, và người ta không những bán phần, người ta bán luôn cả ký lô cả nhà. Khi bán ký lô người ta sẽ chia ra, ví dụ là bánh tráng riêng, rồi tôm khô riêng, khô bò riêng, người ta bán về một ký là bao nhiêu tiền á. Rất nhiều Việt kiều người ta về và người ta đặt đi. Đây mình quay cận cảnh chà bông heo, tôm khô. Khô bò, có thể mình nói sai nha cả nhà. Khô bò đen, đậu phộng và những cái nước sốt đặc biệt mà người ta sẽ tự chế, trứng cút người ta bỏ vô, và đây chắc là muối tôm quá. Người ta bỏ vô cái bánh tráng, cái bịch bánh tráng hay là một cái thau, xong người ta xốc lên, người ta pha trộn với ớt với gì cho nó vừa khẩu vị. Nói trên đây là lại nhớ Sài Gòn, lại chảy nước miếng. Đây là cái địa chỉ cả nhà. Nếu mà ai có muốn thử thì có thể liên hệ hoặc điện thoại tới cái số này nha cả nhà. Bánh tráng cuốn mỡ hành, bánh tráng cuốn bơ, trứng cút lắc, cơm cháy lắc. Thì đủ đồ chơi luôn. Về Việt Nam và nói chung là về Sài Gòn thì không có gì qua cái ăn cái uống. Nó rất là thoải mái và rất là ngon luôn. Ở đây mà muốn ăn được một cái món bánh tráng trộn như vậy là hết hơi. Phải chạy đi mua từng món, làm từng món đem về. Hoặc là mình mua ở trên Facebook, mua trên mạng, người ta sẽ gửi bưu điện tới nhà mình, chứ không có bán dọc đường như vậy đâu cả nhà. Không có những quán hàng gánh, mà riêng mình thì ăn cái gì mà đồ gánh ở ngoài đường thì mình rất là thích hơn ăn những cái nhà hàng lớn cao sang, thì mình lại thấy không ngon bằng quán gánh hoặc là lòng lề đường, rất rất là ngon luôn. Và theo mình biết thì cô Yến này là cũng một trong những thành viên của một cái nhóm tự nguyện đi làm những việc từ thiện nha cả nhà. Đi từ thiện nhiều chỗ. Có một em tên là Lụa,
Em có một chiếc xe con nhỏ và em chở đi. Có khi đi Đà Lạt, có khi đi Vũng Tàu và đi nhiều chỗ để làm từ thiện. Em sẽ lấy tiền từ những mạnh thường quân và mua mì, tôm hoặc những cái nhu yếu phẩm đem đến từng nơi, những cái chỗ giống như là cái những cái hiệp hội, những cái nhà từ thiện, nhà tình thương gì đó, và em sẽ cùng các bạn khác hoặc là tự nấu thức ăn ở nhà rồi xong cái bỏ như vô những cái hộp xốp rồi đem đi dọc theo các đường phố cho những người mà vô gia cư hay là những người không có điều kiện để giúp đỡ. Và đây trong phim, trong cái video là mình đang ở trong cái trung tâm thương mại Sài Gòn và đang ở trong một cái quán Thái. Gặp lại những người bạn cũ ngày xưa mấy chục năm rồi cả nhà. Thức ăn Thái ở Việt Nam thì ở trong các nhà hàng thì nó sẽ khác hẳn thức ăn Thái trong nhà hàng Thái ở Đức nha cả nhà. Khác hoàn toàn luôn. Nó sẽ có nhiều món phong phú đa dạng hơn và cái hình thức món ăn cũng khác hơn, khẩu vị cũng khác hơn nhiều, nói chung là nó nhiều hơn. Ở Đức sẽ bị gò bó hạn hẹp trong cái phần gia vị và giống như rau cải như thế này cái kia thì sẽ ít hơn nhiều. Về Sài Gòn một lần không muốn đi đâu cả nhà, cứ muốn ở đó mà chỉ muốn ăn thôi. Ăn rồi đi chơi. Hai món gì vậy? Cá gì? Cá là cá chẹm, cá chiên chẹm. xoài. Trong Mình đi đâu thì cũng được mấy đứa cháu con của người bạn chở đi. Chứ bây giờ về Sài Gòn nhìn rất là lạ luôn. Đây là tên của cái quán Thái ở trong cái trung tâm thương mại Sài Gòn. Người ta đông lắm, cả nhà ơi, đông thiệt là đông luôn. Chỗ giữ xe coi là kín mít luôn. Nhìn hấp dẫn nha. Và đây là bún riêu gánh cả nhà. Hồi xưa gánh chạy lính rượt, bây giờ người ta lại có nơi ở phía bên sau chợ Sài Gòn. Mình cũng đã ghé ăn. Rất là ngon luôn. Và cảnh trước của chợ Sài Gòn người ta đang xây dựng. Đây là trong phía trong chợ Sài Gòn, ở nơi này mình chỉ thích uống nước mía thôi. Nước mía ngon thiệt là ngon. Cái gì cũng ngon hết. Cơm tấm bì chả, cơm tấm sườn. Mại vô. Ôi thèm quá cả nhà. Phương Sài Gòn Việt Đức xin có lời cảm ơn đến cả nhà đã xem video và đã ủng hộ kênh. Cả nhà có gì thắc mắc có thể vào thẳng Facebook của mình giống như ảnh đại diện ở đây. Và mình sẽ trả lời nhanh nhất như có thể nha cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mọi sự lành, vạn sự an. Bye bye.